theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng lựa chọn chủ đầu tư các dự án năng lượng, bố trí quỹ đất phát triển các công trình năng lượng đúng quy định pháp luật. Trong đó, tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất thực hiện các dự án năng lượng theo quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư triển khai giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư cho các dự án. Hiện nay, hệ thống lưới điện của tỉnh cơ bản đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, gồm một trạm biến áp 500 kV, 4 trạm 220 kV, 38 trạm biến áp 110 kV. Về năng lượng tái tạo, Tỉnh có 8 dự án và máy điện hoàn thành và phát điện thương mại, tổng công suất hơn 440 MW. Một dự án đang đầu tư xây dựng công suất 49 MW. Đối với điện mặt trời áp máy, đến nay, ngành điện nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện được hơn 2.500 khách hàng, tổng công suất 510 MW. Riêng dự án nhà máy nhiệt điện LNG Long An 1, 2, Cần Chuột đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tổng công suất 3.000 MW. Nhà máy điện LNG Long An 1 dự kiến vận hành giai đoạn 2025-2030, nhà máy điện LNG Long An 2 vận hành giai đoạn 2031-2035.